Nếu có thể chí thành niệm Phật sẽ âm thầm chẳng gặp phải tai họa. Phải nên dựa theo những gì kinh điển Tịnh Độ đã dạy để sanh lòng tin, phát nguyện, chuyên tâm niệm Phật, quyết định sanh về Tây Phương ngay trong đời này, trọn chẳng khởi tâm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Phật xem hết thảy chúng sanh như con một. Hãy nên kiên giết, ăn chay, yêu tiếc sinh mạng loài vật, dùng điều này để tự hành, lại còn dạy người. Phàm trong gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, ngoài là sớm diện, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều nên nói cho họ biết về lợi ích niệm Phật. Đời này tiêu trừ tai chứng, tăng trưởng phước thọ, mạng chung sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Gần đây thấy đạo loạn đến tột cùng, phàm những ai tin Phật niệm Phật thường gặp dữ hóa lành. Họa hoạn hiện thời có tránh cũng không thể tránh được, có ngừa cũng không thể ngừa. Nếu có thể chí thành niệm Phật sẽ âm thầm chẳng gặp phải tai họa. Có lợi ích to lớn như vậy, nỡ nào chẳng cho cha mẹ, anh em, dân dân của ta và hàng xóm láng giềng dân dân biết đến ư? Nhưng muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải thực hành mới được. Nếu chính mình tuy niệm Phật nhưng đối với chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, suy nghĩ xử sự phần nhiều chẳng đến nơi đến chốn, sẽ khó thể cảm thông. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Kim Ích Bình. Nam Mô A Di Đà Phật.